Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của cô Đào. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 6 trong cuốn Sư Thiên Hỏa Dụy tập 1 ha. Hả? Cô muốn khai sự mà. Chúng ta bắt đầu ha. Tỷ liệu hợ có nghĩa là bài số 6. Wǒ xiǎng mǎi yǐ gè xīn zhào xiàng jī. Tôi muốn mua một cái máy chụp hình mới ha. Zhào xiàng jī là máy chụp hình và xin là mới ha. Đó, ok. Từ số 1. Dòng số 1. Xiǎng. Xiǎng có nghĩa là muốn, là nhớ. Thì bài hôm nay xiǎng có nghĩa là muốn, nó bằng với từ dào. Muốn ha. Tiếp tục dòng số 1, từ số 2. Quyết tơ có nghĩa là cảm thấy ha. Từ số 3 trong dòng số 1 là chứ tạo có nghĩa là biết, biết bình thường thôi, không phải là qua một quá trình học nào đó ha. Tôi biết rồi ha. Tiếp tục dòng số 2. Zhào xiàng jī có nghĩa là máy chụp hình ha. Từ xiang này với từ xiang này đều được hết ha, mình muốn dùng từ nào cũng được. Biểu có nghĩa là đồng hồ ha. Thì bên phong tục của người Hoa có một câu rất như thế này nè. Nán khan biểu, nữ khan bao. Nán khan biểu có nghĩa là nam thì nhìn đồng hồ, nữ khan bao có nghĩa nữ thì nhìn túi xách ha. Thì đó là một trong những món trang sức của mỗi giới ha. Thì có thể là bẹo thì nam giới hồi xưa là chỉ có đeo đồng hồ thôi, thì đồng hồ xịn thì thể hiện một cái đẳng cấp ha. Còn nữ khan bao, nữ thì khan xem cái túi xách để coi đẳng cấp của cô này như thế nào, cô này đi đâu ha. Tiếp tục số 3, dòng số 3. Cổ có nghĩa là đủ. Tiếp tục hùa có nghĩa hàng hóa. Cổ hùa có nghĩa là đủ hàng ha. Tiếp tục dòng số 4. Từ dưới bên đây đi. Từ bên đây. Xiǎo có nghĩa là tiểu, là nhỏ. Trái nghĩa với xiǎo là tạc. Có nghĩa là lớn ha. Tiếp tục, từ mình sẽ về cái hướng ngược lại ha. Xuế xiào có nghĩa là trường học ha. Vậy ta xuế là đại học. Vậy xiào xuế là tiểu học ha. Tiếp tục dòng số 5. Ở đây từ số 1 là xin có nghĩa là mới ha. Trái nghĩa với xin là chiều có nghĩa là cũ ha. Tiếp tục dòng số 6. Mại có nghĩa là bán. Vậy thì mua là mại. Thì bỏ cái bộ sĩ ở trên ha. Cái này có mình liên tưởng đến chắc là hồi xưa là người ta phải có học thì mới bán được ha. Thuật bán là một nghệ thuật và người bán hàng là một nghệ sĩ. Tiếp tục. Pěnyǐ có nghĩa là rẻ ha. Thì Trung Quốc sẽ đọc là pěnyǐ ha. Và trái nghĩa với rẻ là quǐ là mắc ha. Tiếp tục dòng số 7. Đếm ngược từ dưới lên cho nó dễ ha. Bên này. Bại là 100 ha. Tiếp tục. Chén là 1000 ha. Tiếp tục. Quan. Cao lên. Quan. Quan là 1 vạn, là 10.000 ha.
Tiếp tục. Y. Y là trăm triệu ha. Vậy trăm triệu là 10 mũ 8 là có 8 số 0 ha. Vậy mình nói tỷ thì như thế nào ha? À, thì mình thêm một số 0 nữa là 10 y. À, 10 y là 1 tỷ ha. Tiếp tục dòng số 8. Trên, cong lưỡi lên ha. Trên, à, trên có nghĩa là thật, thật là ha. Trên chỉ quái, thật là kỳ quái. Tiếp tục dòng số 8. Dù miệng. Dù miệng. Dù miệng có nghĩa là nổi tiếng, có tên, có danh. Tiếp tục số 9. Chỉnh quân. Từ chỉnh mà bật hơi ra ha. Chỉnh quân. Chỉnh quân là xin hỏi ha. Dòng số 10. L. Nhẹ thôi, kinh thanh mà. L. L có nghĩa là rồi. À, sau một cái động từ gì đó mà mình thêm là l là đây rồi, hoặc là cuối câu l là rồi, nhiều khi nó cũng không có nghĩa là quá khứ lắm, mà nó sẽ là một cái từ mà để trở từ ngữ khí để đệm vào. Tiếp tục số 11. Chỉ. Chỉ có nghĩa là chỉ, trong chữ chỉ có đó, chữ dụ. Bài hôm nay của chúng ta thì từ hơi là ít ha. Rồi, ôm lại ha. Dòng số 1. Xiảng. Xiảng có nghĩa là muốn, là nhớ. À, ngoài ra xiảng còn có nghĩa là nghĩ nữa. Tiếp tục dòng số 1 từ số 2. Quyết. Quyết là cảm thấy ha. Tiếp tục dòng số 1. Chứ tạo. Chứ tạo có nghĩa là biết ha. Tiếp tục dòng số 2. Trào xiang chi. À, trào xiang chi. Từ trào xiang chi có nghĩa là máy chụp hình ha. Thì từ xiang nào đều được hết ha. Tiếp tục dòng số 2, từ số 2. Biểu. Biểu có nghĩa là đồng hồ ha. Dòng số 3. Cổ. Cổ là đủ. Tiếp tục. Hồ. Hồ có nghĩa là hàng hóa ha. Cổ hồ là đủ hàng ha. Tiếp tục dòng số 4. Từ dưới lên ha. Xiảo. Xiảo là tiểu, là nhỏ. Trái ngược với xiảo là tạ. Tạ có nghĩa là đại, là lớn ha. Tạ. Tiếp tục ngược lại luôn. Xuế xiảo. Từ này là xuế, từ này là xiao. Xuế xiao. Xuế xiao có nghĩa là trường học ha. Rồi, bên đây. Ta xuế. Ta xuế có nghĩa là đại học ha. Tiếp tục. Xiao xuế. Xiao xuế. Xiao xuế có nghĩa là tiểu học ha. Tiếp tục dòng số 5. Xin. Xin. Xin có nghĩa là tân, là mới ha. Chỗ. Chỗ. Chỗ có nghĩa là cũ ha. Trái nghĩa với xin. Tiếp tục số 6. Mại. Mại. Mại có nghĩa là bán ha. Tiếp tục dòng số 6. Bèn ý. Bèn ý. À, bèn ý có nghĩa là rẻ ha. Trung Quốc đọc là bèn ý. À, tiếp tục. Từ tiếp theo. Quỷ. Quỷ. Quỷ có nghĩa là mắc ha. Tiếp tục dòng số 7. Dưới lên ha. Bại. Bại có nghĩa là trăm ha. Tiếp tục. Chén. Chén có nghĩa là ngàn ha. Tiếp tục. Quan. Quan có nghĩa là vạn ha. Tiếp tục. Y. Y có nghĩa là trăm triệu ha, là 10 mũ 8 á, 8 số 0 ha. Tiếp tục bên này ha, từ số 8. Trên. Trên thật là ha, thật. Tiếp tục. Dù miệng. Dù miệng có nghĩa là nổi tiếng, có tên ha. Nổi danh. Dòng số 9.
请问, 请问là xin hỏi ha. Thì mình có thể mình lịch sự trước khi mình hỏi thì mình thêm chữ 请问 vô ha. Thêm cái từ này vô, nó mình cái level của mình nó lên ha. Tiếp tục, số 10 là ha. Nhẹ thôi, là rồi ha. Tiếp tục số 11 chữ, cong lưỡi lên ha. Chữ có nghĩa là chỉ là đó. Thì bài hôm nay của chúng ta khá là đơn giản ha. Để trong cái phần này là để hỏi về giá tiền, để mà làm ăn. Thì cứ mỗi ngày chúng ta sẽ học một ít từ ha. Thì hôm nay các bạn sẽ học bên đây trước cho cô ha, là 7 dòng này. Thì từ từ chúng ta sẽ có một vốn từ vựng khá là nhiều, để sau này học từ từ rồi chúng ta sẽ có những cái thu hoạch rất là tốt về sau ha. Bài hôm nay tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hy vọng là bài hôm nay có thể giúp ích cho các bạn khi mà các bạn đi ra nước ngoài để mà mua đồ, để mà không có bỡ ngỡ ha. Bye bye.